Chín rồi, cái này ăn sống được mà. Rồi, mời các bạn nhá. Rau sạch ở đây không rửa luôn. Ôi đây nhiều lắm này. Cái này sai này. Ôi nhưng mà quả nó cũng ấy lắm. Đến vào đúng cái lúc mà bữa cơm tối cũng chỉ có măng rừng thôi các bạn ạ. Đây là măng xào, đây là măng muối này. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với số tiếp theo của kênh Sapa TV. Hôm nay Hải sẽ nấu một món curry siêu to khổng lồ tại một cái nơi rất là đẹp ở đây các bạn ạ. Giới thiệu các bạn, đây là cái tu viện cổ xây từ thời Pháp, nằm trong bản Tà Phìn ấy, một trong những khu di tích lịch sử khá là ấy ở đây. Hôm nay thì mình sẽ làm một món curry rất là to để ăn. Đây là khoai tây các bạn nhé. Lửa cháy chưa? Cháy rồi ạ. Ừ. Giới thiệu với các bạn kia là bạn bạn Sang nhá. Cháu gái ơi. Tự giới thiệu bản thân tí nhỉ? Bản thân của cháu ấy là Nhi ạ. Nhi à? Vâng. Nhi năm nay là mười mấy tuổi rồi cháu? Cháu 20 tuổi ạ. Cũng 20 tuổi giống Sang à? Vâng ạ. Nhi là đang học ở Hà Nội đúng không? Dạ vâng ạ. Đang được nghỉ học nên là ra đây hỗ trợ Sang. Đấy. Hôm nay thấy phim trường của chú cháu mình đẹp không? Đây. Mình sẽ quay qua cho các bạn xem một chút. Đó. Đấy, thấy không? Đây là cái tu viện này. Rất là đẹp luôn. Ở đây nhiều người hay chụp ảnh cưới nhỉ? Nhặt mấy cái rau non thôi nhá. Đây có vườn rau cải luôn. Hai đứa cháu đang ra nhặt một chút rau để lát xào kèm với cái lòng gà. Có cái ong đấy, có nhiều ong, cái này là hoa ong, cẩn thận ong đốt nhé. Hả? Bông hoa to nhất rồi. Thôi. Ong lại đốt cho lại đen mắt rồi. Này. Này Nhi thể hiện là món gì đây hả Nhi? Món gà xào cay ạ. Gà xào cay à? Thơm cực luôn mọi người ơi. Cái hành phi đúng không? Thơm.
Này mà chắc là tí nữa nó mà chín thì cái nhìn nó nhũ hết. Nó ngồi nó hít hơi à. Không ghê. Mì chính. Hôm nay là bà Nhi Vlog sẽ làm món gà siêu cay, lẩu gà cay. Nhi có nhiều chưa? Nói thật đấy nhá, kiểu nhìn kiểu nhìn cái mặt này nó sẽ có người yêu rồi. Hỏi là thấy bơ bơ lác lác là dễ có người yêu lắm. Nước vàng chưa? Đưa cái tí dưới cơm ăn ngon nha. Có khi gà chín thì giờ mình đổ luôn cái lòng gà với lại làm cái quả ngọc kê rồi bộ nội tạng gà vào đây để nấu một nồi gọi là hổ lốn anh em ăn trước rồi lẩu gà siêu cay. Đây là sa tế xào. Đổ hai lọ thế liệu ok không? Chắc là được ạ. Ai không ăn được cay thì không ăn cay. Ai không ăn cay thì thiệt đúng không? Ừ. Khói Trang nó không ăn được cay. À đấy nó ăn kinh lắm. Rất khô. À con chào bà ngọt nha. Chào bà. Dạ. Bà có ăn được cay không? Bà ngồi đây thưởng thức món gà cay cùng anh em con. Chắc gần cơm nó. À thế à? Đấy, thầy còn ớt đấy. Dạ. Trung Quốc ăn toàn ớt thế này này. À thế à. Ở trong mấy cái chú Trung Quốc. Yeah, bà Vinh hàng xóm ở đây đấy. Bà không ở đây tao. Lâu nhất ở đây nhỉ. Không quay tao à. Bà không biết quay phim. À, cái này là bột mắc khén này. Cay mới ngon chứ bà. Anh em ở đây họ đi làm thuê bên Trung Quốc họ không ăn là ớt nó chạy về. Thế là gì đây? Ở lại thưởng thức với anh em con tí đó mà. Bán cơm no không có cho ăn ngay cho vườn xong rồi. À bán cơm no rồi ạ. Lấy bia đi. À, khô chưa? Mày ơi. Đúng rồi. Chín rồi, cái này ăn sống được mà. Rồi, mời các bạn nhá. Ngon quá. Hả? Của chú cháu tôi thì đã ngon rồi. À, mời các bạn nhá. Đúng một chút rau cải vừa hái ở đây xong. Rau sạch luôn. Thơm được nhỉ? Thơm. Nghe mình không mời có mọi bếp, người không có bếp ga. Di chuyển khắp nơi. Bộ ga này. Mình gấp nhầm, mình gấp miếng gan mà. Đây. Ăn nóng này mới ngon này. Ok. Tranh thủ lúc cái Trang đang đi vắng hai chú cháu ăn trước. Tí nó ra mình không có cơ hội ăn.
đây quả tim này. À, tim. Ừ. Quá. Vừa ăn vừa xịt mũi. Cay quá. Cay này ăn mới ngon này, mà sướng. Thử nó mà rét rét cũng. Hả? Có thịt mũi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Bé ăn gan không? Không, ăn gan à? Chảy nước mũi à? Sao không không kiếm hết một quả ngọc kê đâu hết nhỉ? Vẫn đang nhiều lắm à? À, nóng rồi. Nóng hổi rồi. Rau sạch ở đây không rửa luôn. Nhưng đủ biết là rau sạch thế nào. Như nó sột sệt này mới ngon. Cái này là cái... Cái này là gọi là cái gì nhỉ? Mè, mè gái. Nào này cho nó ngấm bao lâu thì lấy được? Tầm 15-20 phút thì mình đi xào. Thôi, sau khi cơm nước xong mà bây giờ cái gia vị nó cũng tương đối là ngấm vào cái con gà rồi, cái cà ri ấy. Bây giờ chúng tôi bắt đầu tiến hành nấu. Mà hôm nay không kiếm được cái chảo to. Vẫn chưa mua được cái chảo to to. Sợ này hơi đầy. Cái này nó như kiểu là tường ở bên ấy nhỉ, bên Ý nhỉ. Cái nước này là cái nước cốt dừa các bạn nhé. Đây, đây là nước cốt dừa này, cho vào cho nó ngậy, đổ đây để cho. Đó. Nếu mà các bạn mà kiếm được cái dừa tươi ấy, thì ok. Nhưng mà các bạn trên này mình không kiếm được dừa tươi, đâm ra là phải cho cái nước cốt dừa. Nước cốt dừa này thì nó, mà các bạn cho vừa thôi nhé, không là nó ngậy lắm. Thổi đi khói quá. Bởi chú nghĩ là bây giờ đổ nước vào được rồi đấy. Đây
Ôi, thiếu nước rồi. Thêm một ca một chút nữa đây. Hơi đầy các bạn ạ. Giờ là cho rau củ quả, khoai với cà rốt. Đảo đều lên cháu. Đầy quá. Đầy quá. Như mày làm công tác dân vận tốt mà chạy đi xin tí nước thì chú nghĩ là phải cho thêm nước ạ. Nhá. À, nhưng mà bây giờ mình cho vào là tràn luôn ạ. Đây là cái món curry mà chắc là nó cũng tương đối lâu sôi. Giờ Hải sẽ đưa mọi người đi tham quan một chút cái tu viện này nhá. Tiện review về cái địa danh ở đây luôn cho các bạn. Phía trước tu viện đây là có mấy cây đào này, cây đào này cổ, đào sống rất lâu rồi. Còn đây là tu viện cổ, xây từ thời Pháp năm 1900 mình không nhớ rõ. Nhưng mà đại ý là nó có từ rất lâu rồi. Đây là tu viện do các nữ tu sĩ tu dòng gọi là khổ hạnh này. Đó. Cái tu viện này chính ra là chưa xây xong đâu. Đó, xây năm 1942 thì bắt đầu tiến hành xây, và đến năm 1945 thì nó thời kỳ nó thay đổi thời thế thời cuộc, hay là các mọi người bỏ hoang từ đó đến bây giờ đấy. Đây là phía ngoài nhìn vào đây này, đó. Đó rất là hùng vĩ luôn, cái này cực kỳ là to này. Này thời tiết nó đẹp đấy, đâm ra quay nó cũng dễ nhìn. Trang ơi, Trang tha cho con chó đi. À, này, ở đây có dâu tây này. Có lườm cháu hả? Người ta bán không nhỉ? Bán đâu? Bán những dâu tây bán. Thôi Trang ơi, đừng có gây gổ với con chó. Đóng cửa rồi chú ơi. Hả? Đóng cửa rồi à? Trèo ăn trộm đi. Ăn trộm á? Mày liều phết nhỉ? Mày trèo rào cao này được không? Được. Anh này, chú thấy chỗ này vào được này. À, đây này. Cái này chấp này. Trang, đi ăn trộm dâu tây đi. Rồi, phải đơn giản. Thế là đơn giản à? Chờ chú tí. Hello. Mày điên trộm, tao có điên rồi. Mấy chú cháu đi ăn trộm dâu tây nó lại còn hello, tao đúng rồi. Kia nhiều hơn. Ôi ôi, còn có gà đây này. Hả? Có chảy cái gà không? Gà ấy đấy. Gà bản đấy. Ngon chưa? Đấy quả to phết đấy nhỉ, nhưng mà chưa chín. Chọn cái quả chín đấy. Hả? Ủa, nhớ lắm. Nói bé thôi. Trời ơi. Ê, nhưng mà quả này còn xanh. Chưa chín đâu. Chọn cái quả chín nó phải đỏ đỏ ăn nên mới ngọt. Xanh này chua lắm. Ôi đây nhiều lắm này. Cái này sai này. Ô, nhưng mà quả nó cũng ấy lắm. Quả nó chưa chín, quả này hơi ương rồi. Quả này có khi ăn được rồi. Ngon lắm. Này dâu tây này. Quả năm mấy đứa ơi. Sao quả dâu tây của mày nó kiểu gì, quả to quả nhỏ đấy. Hơi móm một tí. Hơi móm à? Kiếm mấy quả đi. Này. Quả này chín này. Trang này còn này chín này. Ngon đấy, ăn thử quả nào. Đây là thành quả sau khi nó đi ăn cắp dâu tây về, nó đang chuẩn đứng chụp ảnh cái này. Cắn miếng thế nào? Xem bí mật này. Cái gì? Dâu tây ăn trộm luôn đấy. À, ôi dâu tây nó đây. Con này nhanh mắt lắm. Nhanh tay nhanh mắt. Này đúng là nhanh tay nhanh mắt. Đúng là bạn của Trang khác. Phải không? Không phải. Bạn thân. Thấy cái nồi gà đi của chúng tôi mãi bây giờ bắt đầu sôi rồi kìa. Trang ơi Trang. Đảo cái nồi gà đi lên cháu. Chào các bạn. Hôm nay là một nồi gà đi siêu to khổng lồ. Bây giờ người ta nấu sắp xong rồi mày mới lò mò ra. Thơm không à Nhi? Có ạ, thơm lắm. Chảy dãi. Chảy dãi. Ngậy lắm ấy.
Này. Ờ cái này chín rồi đấy. Trang ơi. Thôi vào đi, vào đây múc ra đi. Thử test nào, hai đứa thử test em chín chưa? Mềm chưa? Mềm. Thế thì chuẩn bị cái. Nhi lấy cái thùng nhựa đi. Múc tất chứ. Mà. Để lại nước để cho Nhi nó về nó chan cơm ăn. Hả? À? Ngon rồi đấy. Bắn được chân tao rồi. Cẩn thận nó bị bổ chân. Rồi. Mà không có bát nên cháu đừng tự bóng. Đây, ba đỡ cháu cái này với. Cái này là thịt gì? À, cái này là cháu nấu thịt gà, cà ri thịt gà ạ. Ừ. Rồi, đây. Cháu gửi bà. Thế bà về nhá, cháu về đây. Vâng. Chào bà. Chào cháu nhá. Vâng. Nó nóng. Ngon không? Ngon. Thơm không? Thế nhà chị có xa đây không? Xa. À. Chị là người Mông hay là người Dao? Người Dao đâu. À, người Dao đỏ à? Người Dao nhưng mà chị ba đứa này đi ở bên kia đi bộ một tiếng. À, nhà chị đi bộ cái đây một tiếng à? Vâng. Thì xa đấy nhỉ, cho thêm một ít nước thôi. Kia là ba đứa con đấy à? Đứa là cháu. À thế à? Họ. À cháu họ à? Ấy em vừa nấu đấy, nó bỏng ấy, cẩn thận nhá. Vâng, à. Chị ăn ngon miệng nhá. Vâng. Vâng. Mình đang thấy ba cháu thả trâu. Thịt gà toàn khoai tây này mang về tối ăn nhá. À, thanh niên. Ừ, ok. Kia là hai chị em luôn à? Phải không? Này, cứ cho tối về ăn nhá. Gà toàn khoai tây nhá. Đây con. Ừ. Đây một túi nữa, mỗi đứa một túi. Ừ, ok, đây là gì? Đi nhá. Ừ. Anh chị ơi. Anh chị ơi. Có ai ở nhà không? Hello. Bé ơi. À em ơi, mang cái bát ra đây anh cho một bát canh thịt gà ngon lắm, phải ăn cơm. Đây mang vào đây, có bé ở nhà này. Mang cái bát đây cho chú cho một bát thịt gà. Đấy, gà đây mới gọi là gà chuẩn này nha. Gà ngon này. Chó nhìn đáng yêu nhỉ. À. Đây là một đàn con này là con ngan hay con vịt đây con? Con vịt à? Ờ. Ừ. Đấy, cho nó đầy vào. Con không có cái bát nào to hơn à? Nhà con đi đâu hết rồi? Hả? À, bố mẹ đi làm rồi à? Ừ. Ăn ngon miệng nhá. Ừ. Chó cắn không? Không. Cháu đi đâu đấy? Không sao, không sao. Đi đi.
Này nó sủa rồi. Không. Đấy chú đi trước đi. Hai vừa nhìn thấy người mà. Nhà anh ấy có cái cây kia là không được vào nhà anh. Hello, chào chị. Chị ơi, chị mang bát đây em biếu chị một bát thịt gà ngon lắm. Lên, em vừa nấu một nồi to. Đây. Đây. Nóng hổi. Mang bát ra đây. Lấy cái bát này cái song nhá. Ừ. Ơi, nhà này nhiều lan đẹp chưa? Này. Đấy. Ở trong bản này. Này, cũng nhận nhiều lan thật đấy. Chị ơi, cái loại lan này là lan gì đây chị? Lan này gọi là lan gì? À, cái này bán bao tiền một chậu này? Chậu này nó giảm 700. À, nó giảm 700 cơ à? Ồ, thế này quá tốt rồi. Đây, đây chị đưa bát đây. Để thấp xuống không nó đổ vào tay. Cứ để hướng luôn vào đây. Cẩn thận nhé. Mọi người đi đâu hết rồi? Chồng nó đi tắm. Chồng đi tắm à? Ừ. Thế nhà có mấy cháu rồi, mấy đứa con rồi? Hai ạ. Hai đứa con à? Vâng. Thế ăn ngon miệng nhá. Vâng. Ừ, xin ok. Nha. Ừ. Vào nhà đi. À thôi, để em đi chia cho mỗi nhà một ít nhá. À. Ừ, rồi chào chị. Nhà vâng. Anh chị ơi. Em ơi. Anh nấu một nồi cá to lắm. Em ơi, mang cái song ra đây anh biếu biếu một chút để ăn ăn tối. Thế anh nấu ra thịt gà ngon lắm, mang ra đây. Không sợ, không sợ chó. Con này. Mày. Cái sợ chó. Ê, đây mang cái nồi ra đây, mang cái son ra đây. Mang cái son ra đây để anh múc cho đây. Cho mày cắm muôi. Cứ đậy vào nào. Mang cái son ra đây mà. Vâng. Vâng. Xong cái bát được. Ở trên này còn nhiều gia đình không anh? Trên này có mấy hộ nữa. Mấy hộ nữa à? Vâng. Có cái gì múc không? Đây, có múc một cái này nhá. Đây. Có sai không? Cái này có sạch không? Có mà. Ừ. Múc vào cái này thôi. Phải để ăn luôn. Để ăn luôn. Ăn luôn được rồi. Mang hẳn cái xô to thế à, đây rồi. Đấy. Anh đang có cái nồi này đẹp này. Đây ơi, múc. Để em ăn mà. Em vừa nấu xong nấu nhiều quá nên là biếu mỗi bác một chút. Để ăn. Vâng, đây. Con chó này nó vừa chạy ra suýt nó cắn. Anh là người Mông ạ? Người Mông ạ. À, trên này là toàn người Mông hết đúng không? Ừ, người Mông. Vâng. Xin nhá. Rồi, ok, cảm ơn nhá. Đây em cầm cái này. Đây. Nhà đi làm ruộng hết rồi à? Một mình em nhà thôi à? Nhà có mấy người? Nhà em có 6 người. À, 6 người à. Rồi. Rồi, ok. Anh cảm ơn ạ. Ừ, ăn ngon miệng nhá. Mấy đứa con rồi? Hai đứa rồi. Hai đứa, thế thôi rồi, hai đứa là đẹp rồi đấy. Ừ. Thôi anh đi chơi cho mọi người một chút đã. Ừ. Né con chó đâu pem phát. Không, anh có chạy đâu. Anh đi từ từ mà. À đây này, giới thiệu với các bạn, đây là cái vải mà sau khi đã nhuộm xong rồi này, nhuộm tràm xong sẽ phơi đây. Sau đó thì dần dần nó khô thì mới ấy. Còn đây là cây bạn này. À, chào các bé nhá. Hello. Mấy chị em đi làm đồng về à? Ở đây anh biếu mọi người một chút thịt gà. Có túi ni lông không? Đây này, lấy cho túi ni lông cho các bạn đấy. Đây em ơi, gà ngon lắm đây này. Đấy, nóng hổi thế này. Mấy chị em vừa đi cuốc ruộng à? Ừ, ok đây. Múc cho các bạn này. Sao lại bị nhân đất thế, đem được không? Dép đâu rồi? Rồi. Đó, chia ra ba người. Ba nhà khác nhau à? À ba nhà khác nhau rồi, ok. Thế thì cố gắng chia ra làm ba số. Ở trên này còn nhiều hộ không em? Có. À thế. Hôm nay trời sương mù quá nhỉ. Thế nhà các em có xa đây không? Nhà ngay đây thôi à? Ừ. Thế này là lấy chồng hết rồi chứ đúng không? Ừ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 23 rồi. 23 cơ á? Ừ. Thế em bao nhiêu? Em 19 rồi. 19 thế còn em này? Không biết. Không biết à? Ngại à? Ừ, thôi đi về đi. Đi về cho các cháu ăn nhá. Ừ.
để mình giới thiệu qua các bạn một chút. Đây là cái nhà toàn là gỗ hết nhỉ? Gỗ hết. Gỗ pơ mu à hay gỗ gì đây? Gỗ tạo. À. À, không biết tên, cho anh vào nhà anh ngó một chút nhá. À. Con chào bà. Vâng. Bà đang làm à, bà đang bón tương cho trẻ con à? Thế ạ. À. Rồi tham quan nhà một chút. Đây là cái nhà của cộng đồng người Mông ở trên này đây. Nhà nhà này có nhiều người ở không hả cô? Có đông người ở không? À, đây mình đến vào đúng cái lúc mà bữa cơm tối chỉ có măng măng rừng thôi các bạn ạ. Đây là măng xào, đây là măng muối này. Ôi, chào cảm ơn nhá. Vâng. Rồi, chào các em nhá. Bye bye. Các bạn ạ, thực ra thì cái thời gian nấu ấy rất là lâu, nấu thì rất là lâu nhưng mà cái lúc chia rất là nhanh. Chào bé nhá. Đây chú chó nhìn nó rất là không được cắn tôi nhá bạn nhá. Sau đây mình xin phép kết thúc cái video tại đây các bạn ạ. Hẹn các bạn vào những video kế tiếp nhá. Bye bye. Nếu mà bạn nào mà thích trải nghiệm cùng Hải ở trên Tây Bắc này thì có gì cứ inbox hoặc là alo cho Hải nhá. Hello, chào em. Đi làm rộ về à? Tiếc quá, giờ hết một phần gà rồi, nếu không thì cũng tặng cho bạn ấy một phần. Trang mày ra chào mọi người đi, nhanh lên. Trang cũng đang muốn ra chào mọi người. Bye bye. Bye bye các bạn nhá.